Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là phút 120 cũng đã kết thúc. Thái Lan lên ngôi vô địch, còn đội tuyển Indonesia thì họ giành được ngôi Á quân. Và sau khi trận đấu kết thúc thì các huấn luyện trưởng của hai đội tuyển này cũng đã lên tiếng. Và những sự lên tiếng của ông Chitirang thực sự bất ngờ. Và ông dường như đang tố rằng là ban tổ chức đang cố rằng muốn để cho đội tuyển Thái Lan giành được chức vô địch vậy. Đầu tiên thì ông Chitirang có chia sẻ rằng: "Tôi muốn nói lời cảm ơn tới chính phủ, Liên đoàn bóng đá của Singapore cùng AFF đã tổ chức giải đấu lần này trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thì nhưng tôi cũng muốn nói rằng khâu tổ chức có vài vấn đề rất nghiêm trọng. Tại khách sạn thì chúng tôi không được ở riêng ở tầng 7 và 8 như thông báo trước đó. Vẫn có những vị khách khác nữa và họ gây ra những tiếng ồn. Vào cuối tuần khi có tiệc, nhiều người còn say xỉn, gây rối khiến cho những cầu thủ chúng tôi bị mất ngủ. Và nếu sức khỏe những cầu thủ được đảm bảo thì có lẽ rằng tôi nghĩ họ sẽ chơi tốt hơn." Đó là những gì mà ông Shin Tae-yong có chia sẻ sau trận hòa với tỷ số 2 đều trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về vào tối ngày 1 tháng 1 vừa qua. Trước đó thì huấn luyện viên Shin Tae-yong nhiều lần đã lên tiếng than phiền về việc là nước chủ nhà Singapore chỉ cho những cầu thủ ăn cơm hộp thôi, không có đảm bảo về mặt dinh dưỡng trong cái bối cảnh mà đội tuyển Indonesia phải luôn luôn thi đấu với một cường độ cực cao với cách chơi của đội tuyển này. Mà trước đó giới truyền thông ngày hôm qua thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tỏ ra rất khó chịu và không hài lòng với quyết định đặt phạt 4 trụ cột của đội tuyển này, đó là Ekan Bagot, Victor Ibolefo, Ricky Dewi và Ricky Ritho không được tham dự giải đấu ở trong trận chung kết lượt về. Và nguyên nhân là do những cầu thủ trên vi phạm những nguyên tắc bong bóng khi mà ra ngoài khoảng 2 tiếng vào ngày 23 tháng 12 để mua dầu gội và sữa tắm. Tuy nhiên là chủ nhà Singapore vẫn cho họ thi đấu trong trận lượt đi vào hôm ngày 29 tháng 12 trước khi bất ngờ lại ra một quyết định, đó là cấm thi đấu ở trận đấu lượt về. Và sau khi thua với tỷ số 0-4 trong trận chung kết lượt đi, Indonesia có nhiệm vụ là phải thắng cách biệt 4 bàn trước Thái Lan để lùi hy vọng. Tuy nhiên đoàn quân của ông Shin Tae-yong chỉ kiếm được có trận hòa với tỷ số 2 đều, đồng nghĩa với thất bại chung cuộc, đó là tỷ số 6-2 và chứng kiến đội tuyển Thái Lan nâng cúp vô địch. Và đây lần thứ 6 họ về nhì tại cúp trong cả 6 lần lên đá trận chung kết. Và quả thực thì những quyết định tới từ chủ nhà thực sự bất ngờ, và chúng ta thấy rằng kể cả là với đội tuyển Singapore họ thậm chí còn bị ép chủ nhà trong trận đấu mà gặp đội tuyển chính đội tuyển Indonesia, thì tôi cũng không hiểu là cái giải đấu năm nay nó tổ chức như thế nào. Và kể cả như Indonesia trong trận đấu vừa qua thôi, họ mất tới 4 cầu thủ có thể nói khá là quan trọng, vì vậy mà có được một trận hòa 2 đều thì đó cũng là điều rất xứng đáng và đáng ghi nhận ở đội tuyển này. Còn nói về công tác và tổ chức của ban tổ chức thì thực sự là với chúng ta đội tuyển Việt Nam cũng thế thôi. Chúng ta chắc có lẽ không muốn sau này ví dụ có tổ chức thêm lần nào nữa tại Singapore thì các nước chắc có lẽ cũng phản đối thôi. Trước đó thì Thái Lan cũng như Singapore là hai nước mà đứng ra đăng cai tại kỳ AFF Cup này khi mà dịch bệnh Covid-19 căng thẳng. Thì khi đó Singapore được chọn, nhưng sau cái lần này thì tôi nghĩ rằng là Singapore sẽ khó có thể có lần nữa để mà đăng cai được, với cái việc mà họ làm việc nó thực sự là không mang đến sự thoải mái nhất dành cho những cầu thủ, và rất nhiều những cái nguyên tắc khác cũng như là những dịch vụ về ăn uống, chỗ ở thì thực sự là quá nhiều vấn đề khiến cho rất nhiều nước họ phải than phiền. Và đó những phát biểu của ông Shin Tae-yong bên phía đội tuyển Indonesia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và bạn đầy đủ tất cả những phát biểu của ông Alex Poking bên phía đội tuyển Thái Lan. Sau khi trận đấu kết thúc thì ông này ăn mừng trước vô địch, và sau đó khi mà về thì ông có chia sẻ: "Chúng tôi vô địch AFF Cup nhưng không muốn dừng lại ở ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á. Chúng tôi còn muốn nhiều nữa, và chúng tôi không chỉ muốn hôm nay vô địch Đông Nam Á, thế nhưng ngày mai ra châu lục lại như Asian Cup hay vòng loại World Cup mà lại không có cơ hội." Đó là những gì mà ông Poking có chia sẻ sau khi một cuộc họp báo trận đấu khi kết thúc. Và câu nói này tôi không hiểu rằng ông có hàm ý gì liên quan đến đội tuyển Việt Nam hay không, bởi chúng ta hiện nay đang là nước mà đại diện cho Đông Nam Á tham dự cái vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng của World Cup. Và ông ấy lại nói một câu trong cái hoàn cảnh như thế này, thì tôi nghĩ rằng là ông Poking cũng đang muốn nói gì đó liên quan đến đội tuyển Việt Nam thôi. Và trong trận chung kết vừa qua thì đội tuyển Thái Lan cũng đã phải rất vất vả mới có được một tỷ số 2 đều trước đội tuyển Indonesia, với một tinh thần thi đấu có thể nói rằng quá tuyệt vời của những cầu thủ rất trẻ bên phía Indonesia. Và với chiến thắng như thế này thì đây là lần thứ 6 đội tuyển Thái Lan họ lên ngôi vô địch tại AFF Cup. Và ông này có chia sẻ thêm rằng: "Chức vô địch này thật sự đặc biệt dành cho đội tuyển Thái Lan và đã giành cúp theo một cách rất đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, các cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi chẳng có nhiều thời gian để chuẩn bị trước giải bởi nhiều cầu thủ còn phải bận thi đấu ở những giải vô địch quốc gia. Thế nhưng những cầu thủ vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp rất đáng ngưỡng mộ của mình. Và ngoài ra tôi đã có những sự thay đổi nhân sự rất cần thiết
và gần như là những cầu thủ nào cũng khiến tôi rất ấn tượng cả. Chúng tôi ghi bàn và cũng chứng tỏ được cái khả năng của mình để có thể bảo vệ thành quả. Ví dụ như trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam hay trận chung kết lượt về với Indonesia ngày hôm nay vậy. Đó là những gì mà ông Poking có nhấn mạnh. Và ông lại nhắc một điều rằng ông cho rằng là đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á, mặc dù Thái Lan vừa mới lên chức vô địch AFCON 2020. Ông cũng chia sẻ rằng: "Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất tại Đông Nam Á. Trên hành trình giành ngôi vương tại khu vực thì đội bóng xứ sở chủ vàng họ cũng đã vượt qua đội tuyển chúng ta trong trận bán kết." Và ông Poking luôn nhấn mạnh đó là một thử thách lớn nhất mà ông và các học trò của mình đã phải đối mặt trong cái giải đấu lần này. Mặc dù chiến thắng ở sau hai lượt trận, thế nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Và ông này thậm chí còn lấy nhà cựu vô địch của AFF Cup làm ví dụ để nói về cách mà giúp cho bóng đá Đông Nam Á tiến bộ. Đối đầu với những đối thủ mạnh hơn là cách để tiến bộ. Đó là điều tôi đã nói về đội tuyển Việt Nam. Họ đã trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Mọi người nói rằng đội tuyển Việt Nam thua liên tục tại vòng loại World Cup. Họ thua, nhưng họ đã học hỏi được rất nhiều từ điều đó. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên từ những thất bại. Đó là những gì mà ông Poking của đội tuyển Thái Lan có chia sẻ. Và tuy nhiên, ông Poking cũng nói rằng là bóng đá Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á vẫn đứng sau Thái Lan về chất lượng giải vô địch quốc gia. Nhà cầm quân người Đức cho rằng là để nâng tầm bóng đá khu vực, điều quan trọng nhất là phải làm cải thiện hệ thống giải quốc nội. Các giải đấu phải nâng tầm để giúp những cầu thủ nâng tầm. Và các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia như chúng tôi muốn quốc nội phát triển, vì đó sẽ giúp tạo điều kiện ra có những cầu thủ chất lượng cao hơn. Tôi từng làm việc tại Việt Nam tại V-League thì tôi nghĩ rằng V-League cũng cần phải cải thiện. Thái Lan có giải vô địch quốc gia tốt nhất tại Đông Nam Á. Cấu trúc cơ sở hạ tầng của đội bóng ở Thái Lan tốt hơn nhiều. Cầu thủ chất lượng ở vòng ngoại cũng tốt hơn. Thế nhưng ngay cả giải Thái Lan cũng phải tiếp tục cải thiện. Bóng đá Indonesia, Singapore hay cả Việt Nam thì cũng phải vậy thôi. Đó là cách duy nhất để cho bóng đá khu vực tại Đông Nam Á có thể phát triển được. Vâng, thực sự thì có rất nhiều những phát biểu mà chúng tôi cũng không đồng tình. Thế nhưng với phát biểu này của Poking thì tôi nghĩ rằng đó là phát biểu hay. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận và chúng ta nên ghi nhận những phát biểu như thế này. Rõ ràng là nhìn đâu thì nhìn chúng ta cũng thế thôi. Có thể là trong chăn thì mới biết chăn có giận. Thế nhưng với cái cách mà chúng ta nhìn qua thôi, chúng ta đã thấy rằng là Thái Lan giải vô địch quốc gia của họ thực sự là chuyên nghiệp và ăn đứt với những giải của chúng ta như là V-League hay những giải khác của Singapore hay Indonesia. Quả thực là để cho bóng đá có thể phát triển. Và ngay cả những huấn luyện trưởng, đúng như ông Poking có chia sẻ, thì huấn luyện Pauser cũng rất muốn rằng giải vô địch quốc gia phải có những sự chuyên nghiệp và sẽ tạo ra được nhiều những cầu thủ chất lượng. Vì vậy thì sẽ khiến cho thầy Park sẽ dễ chọn những cầu thủ hơn. Còn hiện nay thì quả thực là thầy Park cũng chỉ lanh quanh chọn mấy đội tại Viettel, rồi ở Sông Lam, Nghệ An, Hà Nội hay là Hoàng Anh, Gia Lai. Đấy, lanh quanh chỉ vẫn mấy câu lạc bộ đó thôi. Còn những câu lạc bộ khác thì rất khó để có thể là phát triển, bởi thực tế là đúng sự chuyên nghiệp của V-League là chưa có. Khá nhiều vấn đề mà khiến cho các cổ động viên chúng ta cũng phải khá là đau đầu. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là phát biểu của Poking cũng đúng. Và ông này cũng nói thêm rằng là việc hiện nay thì Quang Hải, một số những cầu thủ như Hoàng Đức có lẽ là lên ra nước ngoài thi đấu như tại G-League hay là tại Hàn Quốc vân vân. Rất nhiều thứ để cho những cầu thủ chúng ta có thể là phát triển được. Còn nếu mà quanh quẩn tại ao làng V-League thì rất khó để cho những cầu thủ chúng ta có thể phát triển và tiến tới xa hơn thành những ngôi sao giống như Calathit. Thì tôi nghĩ rằng là những câu nói này được, tôi nghĩ rằng chấp nhận được và những câu nói rất hay. Tôi nghĩ rằng ông ấy cũng có những chia sẻ để cho bóng đá khu vực của Đông Nam Á phát triển chung. Thì đó là những phát biểu mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên dành những lời gợi khen và tán dương. Còn trước đó thì đương nhiên ông ấy cũng có khá nhiều những bình luận chia sẻ có vẻ là cũng hơi thái quá. Thế nhưng với những phát biểu trong ngày hôm nay, sau khi mà lên được chức vô địch, có vẻ như là ông ấy cũng đã có những câu nói được, chấp nhận được, đúng. Và đó là câu nói mà tôi nghĩ rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam với Pep cũng cần phải ghi nhận. Và chúng ta sẽ có những định hướng dài hơi hơn nữa dành cho bóng đá Việt Nam để hướng cho giải đấu nó chuyên nghiệp hơn, để chúng ta sẽ có thể là đuổi kịp Thái Lan, không phải các đội tuyển quốc gia mà chúng ta sẽ đuổi kịp họ ở giải vô địch quốc gia, cái giải đấu V-League. So với Thái League của họ, rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn họ để lấy đó làm gương, và chúng ta cần nhìn họ để chúng ta tiến tới những mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam, đúng không ạ? Vâng, quý vị và nhận xét như nào với những đánh giá và những nhận xét vừa qua của những huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan cũng như Indonesia, thì hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tuần đó nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tuần Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuần Bóng Đá.